Mỗi ngày một vị thánh. Chuyện thứ 13, bà Rebecca, thánh tổ mẫu mừng kính mỗi ngày. Tổ mẫu Rebecca là vợ của tổ phụ Isaac. Khi Isaac 40 tuổi, Abraham sai người đi tìm vợ cho con. Với bài thử về lòng nhân ái để tìm ra người vợ phù hợp cho Isaac, người này nói, xin hãy rót vò xuống cho tôi uống. Trước sự ngạc nhiên của anh, một cô gái trẻ ngay lập tức bước ra và đề nghị múc nước cho anh uống, cũng như đổ đầy máng cho tất cả những con lạc đà của anh. Rebecca tiếp tục múc nước cho đến khi tất cả những con lạc đà đều no nê, chứng tỏ bản chất tốt bụng, hào phóng, phù hợp để bước vào gia đình của Abraham. Người hầu vội đưa cho bà trang sức làm quà đính ước. Rebecca cũng yêu Isaac ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bà đến gần nhà của Abraham và nhìn thấy Isaac đang cầu nguyện trên cánh đồng Bia La Haroi. Vâng, người nhân hậu và quảng đại thường rất hạnh phúc, bạn nhé.